Ngày 26 tháng 11, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp với chính quyền phường 2 tổ chức họp dân, tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 10 thanh niên vi phạm quy định về trật tự công cộng. Do có mâu thuẫn từ trước nên vào tối 4 tháng 11, Nguyễn Văn Vui tạm trú tại một nhà trọ thuộc phường 9 thành phố Mỹ Tho và Tạ Văn Thanh, ngụ xã Mỹ Phong thành phố Mỹ Tho, kéo đến nhà của Trần Hoàng Phi Long, 28 tuổi, ngụ phường 2 thành phố Mỹ Tho, đập phá tài sản rồi bỏ đi. Đến 21 giờ cùng ngày, khi biết nhà mình bị Vui và Thanh đập phá, Long rủ 9 người khác cùng ngụ phường 2 thành phố Mỹ Tho mang theo dao tự chế đến phòng trọ của Vui để giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi không gặp được Vui, nhóm của Long đã chém vào cửa phòng trọ, gây mất trật tự tại khu vực rồi bỏ đi. Nhận tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành điều tra và làm việc với Long cùng 9 người khác. Tại đây, các đối tượng thừa nhận hành vi mang theo hung khí nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác. Căn cứ vào mức độ vi phạm, Công an thành phố Mỹ Tho ra quyết định xử phạt các đối tượng từ 2 đến 4 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm.